Kinh sách Đại Thừa người ta đọc rất hấp dẫn do sự diễn đạt qua hình thức cấu kết giống như tiểu thuyết và giàu sức tưởng tượng theo kiểu thiền Đông Độ. Một liên đi theo Phật tu hành chứng quả giải thoát đắc lục thông. Mẹ là Thanh Đề, trước kia sùng kính Phật pháp, cúng dường trai tăng tứ sự đầy đủ. Sau khi Mục Liên bỏ nhà đi tu, bà tức giận làm bánh nhân thịt chó để thử thách chúng tăng, nên bị tội đọa địa ngục ngạ quỷ. Mục Liên chứng đắc thần thông, dùng thiên nhãn thấy mẹ mình đang đọa địa ngục ngạ quỷ, đói khát vô tận. Thương mẹ, ngài dùng thần thông xuống địa ngục thăm và mang theo một bát cơm cho mẹ. Thanh Đề đang đói khát, thấy cơm, bà đón nhận và bốc ăn liền, nhưng không thể ăn được vì cơm đã cháy thành than. Mục Liên thấy mẹ thọ lãnh quả khổ đói khát như vậy, muốn ăn mà ăn chẳng được, chẳng biết làm cách nào cứu mẹ được, nên ngài trở về bạch với Đức Phật và mong nhờ Đức Phật chỉ giáo cứu mẹ mình. Đức Phật bày vẽ: trong mùa an cư kiết hạ, chúng tăng đang tu học thân tâm thanh tịnh. Ngày rằm tháng 7 là ngày giải hạ, nên cung thỉnh chư tăng cúng dường trai phạm tứ sự. Nhờ ơn công đức tu hành của các ngài hợp lại thành một sức mạnh to lớn. Với công đức này, có thể mới cứu mẹ ngài thoát cảnh địa ngục. Mục Liên vâng lệnh Phật, làm y như lời dạy, mẹ ngài thoát cảnh địa ngục. Qua sự tích này đã biến ngày rằm tháng 7 trở thành một phong tục trong dân gian, ngày báo hiếu, ngày xá tội vong nhân, vân vân. Câu chuyện Mục Liên Thanh Đề là một câu chuyện phi đạo đức trong Phật giáo Đại Thừa. Một câu chuyện được dựng lên trong thời đại phong kiến, lúc vua quan chuyên ăn lo hối lộ, mua quan bán chức, làm những điều bất công, không công bằng, công lý. Đạo Phật Nguyên Thủy chủ trương tự độ, không cầu tha lực độ mình. Cầu tha lực độ mình là giáo pháp của ngoại đạo, là của Phật giáo phát triển Đại Thừa, như trên chúng tôi đã nói. Đó là một thứ giáo pháp phi đạo đức, phi nhân quả, không công bằng và công lý. Đọc chuyện Mục Liên Thanh Đề, chúng ta thấy đạo Phật tổ chức giống như chế độ phong kiến không khác chút nào. Ăn lo hối lộ với những danh từ rất cao thượng, độ chúng sanh. Cha mẹ làm tội ác, bị nhà vua bắt giam cầm, tù tội. Con thi cử làm quan, không cứu cha mẹ được vì tội quá nặng, nên phải nhờ những vị quan lớn khác bằng cách phải lo lót hối lộ, trai tăng cúng dường tứ sự. Nhờ có lo lót như vậy, bà Thanh Đề mới thoát khỏi cảnh tù tội A Tỳ địa ngục. Đối với một tôn giáo lớn như Phật giáo Đại Thừa mà còn có hình thức ăn lo hối lộ như vậy, thì trên đời này còn có nghĩa lý gì là đạo đức công bằng và công lý? Còn có nghĩa lý gì gọi là đạo đức nhân quả, không làm khổ mình, khổ người? Còn có nghĩa lý gì là mang danh là tôn giáo khi dạy tín đồ làm điều phi đạo đức như vậy? Nếu trên thế gian này không có một đạo luật nhân quả, thì loài người đừng nói đến hai chữ công bằng và công lý. Vì không bao giờ có công bằng và công lý khi mà không có luật nhân quả. Không có một đấng vạn năng hay một đấng tạo hóa, hoặc một Đức Chúa Trời, hoặc một Ngọc Hoàng Thượng Đế nào cầm cán cân công bằng và công lý cho loài người này được. Chỉ có luật nhân quả mới giữ vai trò công bằng và công lý này mà thôi. Vì nhân quả là do hành động của mọi người tự làm tội hay vô tội đều chính nơi họ, cho nên luật nhân quả chính là con người tạo ra để xử phạt hay ban thưởng chính lại họ, chứ không có một kẻ thứ hai nào khác thưởng phạt. Vì thế, nó rất công bằng và công lý,
không ai lo lót và hối lộ nó được. Kẻ nào làm ác thì phải thọ lấy quả khổ, kẻ nào làm thiện thì hưởng được phước báo. Sau khi tu hành chứng đạo, Đức Phật dẫn tâm đến lầu Tận Minh. Ngài đã thấy luật nhân quả rất rõ ràng, công bằng và công lý vô cùng. Cũng vì luật nhân quả có công bằng công lý như vậy, nên con người phải chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, thọ biết bao nhiêu sự đau khổ, từ kiếp này đến kiếp khác, đều do chính hành động nhân quả của họ. Ở trên đời, người ta có tiền, có thế lực, thì người ta có thể mua được tội lỗi. Nhưng với luật nhân quả thì không thể mua tội được. Trải qua một thời gian dài, từ chế độ bộ lạc mãi nô đến chế độ phong kiến, đã chứng minh điều này. Đa kim ngân phá luật lệ. Và mãi sau này, dù cho bất cứ một chế độ nào, thì sự công bằng và công lý sẽ chẳng thực thi được trọn vẹn. Dưới chế độ phong kiến, con cháu của vua quan có làm tội giết người, cướp của, vẫn ung dung phe phẩy tự do mà không ai làm tội làm tình được. Pháp luật đối với những hạng người này như bắt cóc, bỏ dĩa. Cho nên, Đại Thừa Giáo là một tôn giáo bị thế tục phong kiến hóa, với sự lý luận dụng về để lộ chân tướng thế tục. Khi chư tăng chấp nhận thọ dụng trai tăng và tứ sự cúng dường, thì hợp lại công đức tu hành của mình thành một công đức vô lượng. Công đức đó sáng chói như ngọn đuốc trí tuệ, khiến cho tâm bà Thanh Đề giác ngộ, nên bà mới thoát khỏi địa ngục. Đó là hình thức ăn lo tập thể của chế độ phong kiến mà Phật giáo Đại Thừa đã bị đồng hóa. Đó là cách lý giải không chân thật của các nhà Đại Thừa, khéo che đậy lừa đảo những tín đồ mê tín vô minh, chứ không thể nào che đậy với những người đệ tử của Phật đã được trang bị đạo đức nhân quả. Bởi vậy, câu chuyện Mục Liên Thanh Đề là câu chuyện phi đạo đức, phi công lý, phi công bằng, phản lại đạo đức nhân quả của Phật giáo. Sự báo hiếu của đạo Phật như trong kinh sách Đại Thừa là không phải của đạo Phật. Kinh sách này đã bị dân gian thế tục hóa Phật giáo theo thời đại phong kiến của nó. Người tu sĩ đạo Phật muốn báo hiếu cha mẹ thì phải tu hành, sống đúng giới hạnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ, sống thiểu dục tri túc, ăn ngủ độc cư đúng cách, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, tâm thường thanh thản an lạc, ly dục ly ác pháp, và nhập sâu bốn thánh định, thực hiện tam minh, làm chủ sự sống chết và luân hồi, thì mới báo hiếu trọn vẹn. Còn người tín đồ muốn báo hiếu thì phải giữ gìn năm giới nghiêm túc, thường khuyên cha mẹ giữ gìn làm điều thiện, đừng làm điều ác. Đó là sự báo hiếu chân thật của Phật giáo. Thực hiện được những điều này qua đời sống gương hạnh cao quý, khiến cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp vì có nhân duyên nhân quả nên quy tụ gặp lại nhau để nhận lấy gương hạnh đạo đức giải thoát và giáo pháp của Phật, hướng dẫn cho những người thân thương của mình từ vô lượng kiếp để thoát ra cảnh đời đầy đau khổ. Đó là báo hiếu cha mẹ, chứ không phải làm lễ trai tăng cúng dường tứ sự để nhờ công đức của chư tăng cứu độ cha mẹ là báo hiếu. Báo hiếu kiểu đó là báo hiếu không thực tế, thua xa các nhà nho giáo đạo Khổng quạt nồng ấm lạnh, không làm cho cha mẹ buồn rầu, thường làm vui lòng cha mẹ. Sống chửi cha mắng mẹ, làm cho cha mẹ buồn khổ, đến khi chết trước chư tăng cúng dường tam bảo để báo hiếu thì thật là buồn cười. Bày đặt chuyện báo hiếu như vậy không đạo nghĩa và thực tế. Đó là lối lường gạt người, tiền mất tật mang, chẳng làm ích lợi gì cho ai cả.